nhà đào tạo Forex gửi nhà đầu tư. Nhà đầu tư theo dõi lệnh của bên trung tâm đào tạo Forex nha. Đó, lệnh đang CLU 2 lot mọi người thấy. Đó, nhà đầu tư đi học ở đâu hoặc nhận chiến lược tư vấn ở đâu thì phải coi được tài khoản live của người đứng ra chia sẻ và đào tạo, và nếu mà nhận tư vấn chiến lược thì phải coi được cái gì nhỉ, là lịch sử của vấn đề người đi ra chia sẻ về lệnh giao dịch của họ trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi lệnh CLU 2 lot của bên trung tâm đào tạo Forex nhé. Yeah.